Ok em, hôm nay anh ngồi anh kể chuyện cho em câu chuyện cái gò Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789. Ngày đó vua Càn Long phái tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị mang 20 vạn hùng binh vào xâm chiếm nước ta. Trước đó chiếm được kinh thành Thăng Long. Cuối đông năm 1788, tại Bình Định có ông Quang Trung áo vải cờ đào xưng đế, lấy tên hiệu Quang Trung Hoàng đế, khởi đầu từ miền Trung, tập kết rồi đi bộ ra ngoài Bắc đánh đuổi nhà Thanh. Núi Tam Điệp là nơi cuối cùng trong lịch sử ghi lại vua Quang Trung vừa đi vừa tập họp dân quân. Dân quân tiến lên trong vòng 5 ngày hạ đền, hạ thành, hạ hồi, ngọc hồi quân Trung, rồi quân tiến vào Thăng Long. Sáng Tết năm mùng 5 Tết Kỷ Dậu, toàn quân chiến thắng tiến vào kinh thành Thăng Long. Sử ghi lại áo hoàng bào xám đen vì thuốc súng, Tôn Sĩ Nghị bỏ cả ấn tín mà chạy lấy thân. Quân ta trèo lên sắc giặc đuổi đến tận biên Thùy. Gò Đống Đa sau đó đã được chọn làm nơi để truy tập thi thể của quân nhà Mãn Thanh mà chôn tại đây. Còn mấy câu thơ vẫn còn mấy câu thơ còn ghi lại trong lịch sử: trời Quang Trung soi sáng, cờ Quang Trung soi sáng khắp lòng dân, họ sắm Tết bằng cung tên gió mát, vui biết mấy cái ngày ra đất Bắc. Bọn giặc Thanh còn nghiêng ngả say sưa, lính trong đồn gác lũy vẫn lơ mơ, quân ta tiến ào ào như thác lũ, tướng lĩnh giặc tái xanh như chàm đổ, chạy cuống cuồng không mảnh giáp thanh gươm, thây ngổn ngang chất đống ở ven đường, máu lênh láng giữa nhị hà vẫn đục, quân ta tiến ào ào như thác lũ, tướng lĩnh giặc tái xanh như chàm đổ, chạy cuống cuồng không mảnh giáp thanh gươm, thây ngổn ngang chất đống ở ven đường. Ở cạnh như vậy cũng còn mấy câu thơ ghi lại trong lịch sử: khi trong Hà Thành Thăng Long có cô bán rượu chúc rượu, tướng Tôn Sĩ Nghị vào thành Thăng Long chúc rượu tướng Tôn Sĩ Nghị. Buổi tối hôm vua Quang Trung tiến vào, cô ấy ngâm thơ mà rằng:
Ngoài thành đã có lính canh phòng cẩn mật. Mồ hôi chàng đã thấm ướt nhung y. Áo ngủ đây người hãy thay đi. Gươm lủng lẳng bên sườn đưa em cất. Đấy, Tôn Sĩ Ngụy cởi áo tháo gươm, sáng ra thua trận không dám chạy bộ, chui vào ống đồng để quân kéo. Đấy là câu chuyện ngày xưa anh kể em nghe trên Gò Đống Đa. Đúng không đấy? Gò Đống Đa. Đúng không đấy? Lịch sử ghi lại là như vậy. Có phải sự thật không đấy? Lịch sử em. Lịch sử là những gì còn ghi chép lại. Ok em, em không tin thì thôi em đánh. Sao phải tin cho em tại lịch sử với em? Lịch sử 1000 năm thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ 1000 năm nữa thì nó chỉ như vậy thôi chứ.